chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hằng xin hướng dẫn quý vị cái cách điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch ở chân bằng cách day bấm huyệt. Những người bị suy giãn tĩnh mạch ở chân á, thì thường hay bị đau tức hay là sưng phù, khó đi lại ở chân. Ai ở mức độ nhẹ thì có thể là bị tê bì chân tay thôi, nhưng mà ngồi lâu đứng dậy thì sẽ thấy hai cái vùng cẳng chân của họ cứng lên và tê. Có những người bị ở một chân, có người thì lại bị ở hai chân. Ví dụ đối với những người nào bị suy giãn tĩnh mạch ở đau ở cái bắp chân bên trái chẳng hạn, thì quý vị có thể tác động lên bên phải và tìm cái điểm đối xứng với cái điểm đau bên trái và tác động lên đó. Nếu như bên phải tại các điểm đối xứng ở chân bên trái mà quý vị cũng thấy đau thì đó chính là điểm huyệt cần tác động lên. Ví dụ như là quý vị nào mà bị suy giãn tĩnh mạch ở bên chân trái chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tìm cái điểm đau và tê bì đó ở bên chân trái. Ví dụ như là cái điểm này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tìm cái điểm đối xứng ở cái bên chân phải, tức là chúng ta sẽ tìm ở cái vùng đối xứng này ở bên chân phải xem là nó có cái điểm đau nào tương ứng hay không. Nếu như bên chân phải này chúng ta có điểm đau tương ứng thì chúng ta tác động vào cái điểm đau đó, ví dụ chúng ta bóp từ 7 đến 9 lần đó, thì bên kia nó cũng sẽ hết đau. Đấy là cái cách mà chúng ta tác động đối xứng lên cái vùng chân bị suy giãn tĩnh mạch. Thứ năm là chúng ta sẽ tác động lên vùng mắt cá chân ngoài. Đây là mắt cá chân ngoài của chúng ta. Thường những người mà bị đau giãn tĩnh mạch ấy, suy giãn tĩnh mạch chân, thì ở những cái vùng ở đằng sau mắt cá chân này này, nó sẽ rất là đau. Quý vị sẽ dùng lấy ngón tay chúng ta cong vào như này, sau đó chúng ta day, và chúng ta tìm cái điểm đau. Đó, chúng ta day lên. Nếu mà như chúng ta, những người bị đau suy giãn tĩnh mạch thì cái vùng này này, day vào đây rất là đau. Đó, chúng ta cứ day như vậy, chúng ta miết, day như thế, làm đối với chân tương tự đối với chân còn lại. Ngoài ra thì mỗi ngày để mà giảm được cái tình trạng đau của bệnh suy giãn tĩnh mạch thì quý vị có thể dùng cái bàn tay của chúng ta vuốt ngược lên như thế này. Chúng ta vuốt ngược chân lên. Đó, vuốt ngược lên. Chúng ta vuốt dọc ở cái bụng chân, từ cái gót chân này, từ cái gót chân này lên. Đó, chúng ta làm tương tự với cái chân còn lại nhé. Bước thứ hai, nếu như bắp chân bên đối xứng của chúng ta không tìm thấy cái điểm đau nào đó, thì chúng ta có thể chuyển qua tìm điểm đau ở phần bắp tay này. Nếu như thấy đau ở điểm đau ở trên bắp tay này thì chúng ta cũng sẽ tác động lên điểm này bằng cách là chúng ta bóp nhẹ 7 đến 9 lần. Đó. Bước thứ ba là chúng ta tác động lên huyệt ế phong. Huyệt ế phong là một trong những cái huyệt đạo của tam tiêu kinh, thuộc vị trí thứ 17. Vị trí của huyệt nằm tại phần lõm và sau tai này. Đây là nơi mà gió không thể tác động trực tiếp, có thể là trị được những cái bệnh như ù tai, cảm giác khó chịu như gió thổi vào tai, hay viêm tuyến mang tai, méo miệng, liệt mặt, đau răng, vân vân. Bước thứ tư là tác động ở vùng hàm. Đó, đây là cái vùng hàm, vùng mà chỗ huyệt giáp xa ở đây này, chúng ta sẽ trà lên trà xuống cho ấm nóng cái vùng này lên. Làm hàng ngày rất là tốt cho những người bị suy giãn tĩnh mạch. Nếu như ai bị đau ở cái vùng này thì chúng ta xoa càng nhiều lần càng tốt. Bước thứ năm là chúng ta tác động lên vùng mắt cá ngoài của chân. Ngoài ra mỗi ngày để giảm được cái tình trạng đau của bệnh suy giãn tĩnh mạch chân thì quý vị có thể dùng bàn tay của chúng ta để vuốt ngược lên, vuốt cái chân của chúng ta ấy, vuốt theo chiều ngược lên, làm giảm cái tình trạng máu bị chảy ngược xuống dưới, đả thông được những cái vùng tắc nghẽn cẳng chân mà gây ra hiện tượng là tê bì chân. Trên đây là toàn bộ những cái vùng huyệt mà giúp cho quý vị nào bị bệnh suy giãn tĩnh mạch ở chân có thể áp dụng để xử lý. Quý vị nên làm hàng ngày để có hiệu quả cao hơn nhé. Cần thêm bất kỳ những cái thông tin gì thì quý vị xin gửi vào phần bình luận của video này, Hằng sẽ hướng dẫn thêm cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Bây giờ Hằng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.